hơn 4.000 ca mắc COVID-19 mới, tiêm vaccine đạt tổng gần 73 triệu liều. Ngày 24 tháng 10, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 4.028 ca mắc COVID-19 mới tại 47 tỉnh thành. Đến nay đã có gần 73 triệu liều vaccine được tiêm, trong đó tiêm mũi 1 là gần 52 triệu liều. Tính từ 17 giờ ngày 23 tháng 10 đến 17 giờ ngày 24 tháng 10, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.045 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 4.028 ca ghi nhận trong nước, tăng 667 ca so với ngày trước đó tại 47 tỉnh, thành phố, có 1.599 ca trong cộng đồng. Cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh 966, Bình Dương 524, Đồng Nai 429, An Giang 297, Sóc Trăng 296, Đà Nẵng 193, Bạc Liêu 155, Tây Ninh 132, Trà Vinh 113, Long An 88, Kiên Giang 83, Tiền Giang 78, Hà Giang 68, Bình Thuận 51, Cần Thơ 48, Gia Lai 44, Khánh Hòa 43, Cà Mau 42, Đồng Tháp 41, Thanh Hóa 38, Phú Thọ 34, Thừa Thiên Huế 32, Nghệ An 27, Quảng Nam 17, Bà Rịa Vũng Tàu 16, Vĩnh Long 15, Bến Tre 15, Hà Nội 14, Quảng Ngãi 12, Bình Phước 12, Nam Định 11, Quảng Bình 11, Ninh Thuận 11, Bình Định 11, Kon Tum 10, Đà Nẵng 9, Bắc Ninh 8, Lâm Đồng 8, Hà Nam 6, Đắk Nông 5, Bắc Giang 3, Phú Yên 3, Hải Dương 2, Quảng Trị 2, Lai Châu 2, Tuyên Quang 2, Bắc Cạn 1. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 888.940 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 9.027 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 884.177 ca, trong đó có 803.161 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 16 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Cạn. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này. Thành phố Hồ Chí Minh 425.121, Bình Dương 228.840, Đồng Nai 61.532, Long An 34.227, Tiền Giang 15.626. Về tình hình điều trị, trong ngày có 1.314 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 805.978 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.899 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2.045, thở oxy dòng cao HFNC 405, thở máy không xâm lấn 80, thở máy xâm lấn 350, ECMO 19. Về số bệnh nhân tử vong, trong ngày ghi nhận 53 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh 30, Bình Dương 12, Đồng Nai 5, Long An 2, An Giang 2, Tây Ninh 1, Bạc Liêu 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 68 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.673 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 23 tháng 10 có 936.739 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 72.929.311 liều, trong đó tiêm một mũi là 51.883.474 liều, tiêm mũi 2 là 21.045.837 liều. Hồng Hải,